Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Đàm Vĩnh Hưng cảnh cáo những người xúc phạm con trai mình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thông qua trang cá nhân của con trai để gửi lời cảm ơn tình yêu của khán giả nhưng tuyên bố block những người kém lịch sự xúc phạm quý tử. Mới đây trên trang cá nhân lập cho con trai là Bolo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng đã có chia sẻ gây chú ý. Anh gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ và yêu thương quý tử của mình. Song song đó, nam ca sĩ khẳng định rằng Facebook này được tạo ra nhằm lưu giữ những gì tốt đẹp cho con anh. Thư gửi đến các bà, các ông, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, những người đang dành cho Bolo và hơn những tình cảm rất trân quý. Cha con Hưng vô cùng cảm kích dù có nhiều người Hưng chưa từng gặp mặt, rất cảm động và luôn ghi nhớ tình cảm này. Hưng chỉ mong muốn nơi đây là nơi bình yên của cha con Hưng với sự yêu thương của mọi người mà thôi. Bên cạnh đó, ông Hoàng Nhạc Việt cũng cảnh cáo những người dám động đến con trai mình và dùng lời thô thiện để xúc phạm cục cưng của mình rằng tuy nhiên vẫn có vài thành phần nhìn có vẻ là người lớn nhưng không hề trưởng thành. Có lẽ họ chưa từng nghĩ mình được sinh ra từ cha mẹ họ hoặc trong đầu họ đang giữ một tư tưởng tuyệt tôn, tuyệt tự, vĩnh viễn không bao giờ có con cái và mãi mãi không bao giờ mong muốn được làm cha làm mẹ nên họ đã nhận tâm để lại những bình luận vô cùng ác độc kèm theo đó là sự vô văn hóa, vô duyên và vô ý thức buộc lòng hưng phải chặn ngay những loại cầm thú này len lỏi vào trong ngôi nhà này của cha con hưng hưng không muốn có sự đôi co cãi vã nào trong này nên có khi hưng phải xóa luôn tin nhắn rác rưởi của những kẻ đó và nó đi kèm theo những bình luận bên vật của những người tốt kính mong mọi người bao dung xí xóa cho hưng nhé nếu mọi người tìm đọc lại comment của mình vừa lên tiếng bên vật hưng và bolo xong lại không thấy nữa thì hưng xóa bình luận của kẻ ác đó thì nó sẽ kéo theo những bình luận của quý vị nhưng cảnh báo Hưng và ekip túc trực canh giữ ngôi nhà này sạch sẽ 24 trên 24. Bất kỳ một ý đồ xấu xa nào hay những câu hỏi thiếu tế nhị thì sẽ bị chặn block ngay lập tức. Những gì có thể nói được thì Hưng đã sẵn sàng chia sẻ. Những gì chưa nói thì sẽ nói trong thời gian tới. Và những gì không nói thì đó là quyền riêng tư của Hưng. Mong mọi người thông cảm và thấu hiểu. Xin gửi lời biết ơn của Hưng đến những ai đã dành tình cảm cho Bolo Huỳnh nhé. Trân trọng. Anh tuyên bố sẽ block những ai có lời lẽ không hay làm ô nhiễm trang cá nhân của con mình. Động thái này của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ từ fan. Đúng như anh nói, từ ngày có quý tử, tâm tính anh đã hiền lành hơn, cách ứng xử với những vấn đề cũng thay đổi. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ông Hoàng Nhạc Việt đã bớt gai gốc và ôm nhu hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.